trí độ luận nói đoạt tuệ mạng phá hoại đạo pháp công đức thiện bộ nên gọi là ma loại quỷ thần này có đại thần lực có thể đối đầu khó dễ với người tu pháp xuất thế quân chúng của ma quân chúng ở đây chính là quần chúng còn gọi là ma quân đây là giải thích chữ ma có ma hoàn toàn không phải giả thông thường chúng ta nói yêu ma quỷ quái nó ở đâu nó ở ngay xung quanh chúng ta Chính là những nhân vật xung quanh Mà chúng ta thường tiếp cận Làm sao mà biết được Quý vị thử nghĩ xem Trong kinh Đức Thế Tôn dạy về bốn loại duyên Giữa con cái và cha mẹ Quý vị thử nghĩ xem Bốn loại duyên này là tính chất gì Là báo ân báo oán đòi nợ hay là trả nợ đặc biệt là thân tình khó đoạn điều đầu tiên của ma chướng chính là tình thân quý vị không thể tự tại không thể được tâm thanh tịnh quý vị thường nhớ nhung thấp thỏm không nhớ gì đến phật đáng lý phải nhớ niệm phật phải nghĩ đến phật thì quý vị lại nhớ đến người nhà của mình là coi như xong nhớ nhung người nhà là trầm luân trong lục đạo bị như thế nào là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo báo ơn báo báo đòi nợ trả nợ chính là làm những điều này Quý vị vô cùng thân thiết đối với họ Nhưng lại rất xa lạ với Phật A di đà Đó là người ngoài Không để trong lòng Nên quý vị không thể vãng sanh được Phật A di đà ngày ngày Hy vọng quý vị đến thế giới cực lạc Quý vị cũng có ý này Nhưng quý vị đã đi sai Quý vị chấp trước tình thân Tình thân là đại ma thứ nhất Vì nó chứa ngại chúng ta tu hành vãng sanh tịnh độ Nó đến làm khó chống lại Nghĩa là không để quý vị vãng sanh Tóm lại mà nói Phải nhận thức người chúng ta thích là ma mà người chúng ta ghét cũng là ma ghét là gì tức khiến quý vị sanh tâm sân hận tâm sân hận khiến quý vị đọa địa ngục quý vị xem họ kéo quý vị vào địa ngục đấy người quý vị yêu thích khiến quý vị sanh tâm hoan hỷ tâm tham luyến họ kéo quý vị vào đường ngạ quỷ tham sân di là ngạ quỷ Súc sanh địa ngục Họ không lôi kéo quý vị vào nơi tốt đẹp Bà lôi kéo quý vị vào chỗ xấu xa nhất Nên Vấn đề này Chỉ có người thật sự học Phật mới hiểu được Họ mới có cảnh giác cao độ Ý niệm này vừa khởi lên Cổ nhân nói không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý niệm vừa khởi lên Lập tức đổi thành A-di-đà Phật Hai câu này của cổ nhân rất hay Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Giác là gì? Luôn niệm câu Phật hiệu này Chính là giác ngộ Nhớ niệm tham luyến ân oán đó Tức là ma tức luận là ai cũng phải biết điều này. Tôi thường chỉ cho các bạn đồng học một phương pháp tốt là xem tất cả mọi người đều là phật a di đà, người thân là phật a di đà, mà oan gia cũng là phật a di đà, nhìn thấy đều là phật a di đà, không sanh tham luyến, không sanh sân nhuế, phương pháp này rất hay. Nếu dùng phương pháp này thuần thục. Phải như thế nào? Chỗ xa lạ chuyển thành quen thuộc. Chỗ quen thuộc chuyển thành xa lạ, công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực thì sanh tử tự tại. Thế gian này nhân quả báo ứng rất nhanh. rất rõ ràng chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát đều có thể thấy được người nông nổi không thấy được tâm địa thanh tịnh đều nhìn thấy quả báo ở ngay trước mắt quả thật là thiện có thiện quả ác có ác báo